Tôi đang có mặt tại xã Cúc Được, một trong những xã có phần đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống của huyện Võ Nhai. Và mùa hè năm nay trở nên ý nghĩa hơn đối với các em thiếu nhi ở đây khi được tham gia lớp học đàn của anh Thình. Thay vì phải lên rừng trồng ngô hay ở nhà trông em phụ giúp bố mẹ, thì hè năm nay nhiều em nhỏ ở xã Cúc Đường lại được cha mẹ cho đi học đàn tại nhà anh Ngô Văn Thình. Sau khi tốt nghiệp trung cấp văn hóa nghệ thuật, 11 năm nay cứ mỗi dịp hè đến, anh Thình lại lên xã để xin phép mở lớp dạy đàn tại nhà. Mình thấy các bạn nhỏ ở thôn quê nghỉ hè suốt ngày, các bạn chỉ đi theo bố mẹ đi trồng ngô, lên nương lên rẫy, đi chăn trâu chăn bò, hoặc là có thể trông em ở nhà. Các bạn rất là khó khăn và không được may mắn để học những cái lớp năng khiếu, cho nên là mình cố gắng để mở lớp cho các bạn đến học, học về tiếng đàn, học về lời hát của tiếng dân tộc. Tham gia lớp học đàn organ có gần 20 em là người dân tộc Mông. Có nhiều em nhà cách xa lớp hơn 30 cây số nhưng vẫn đến học đều và rất đúng giờ. Tại đây các em được làm quen với âm nhạc, các nốt nhạc, phím đàn, nhịp phách, với thời gian học 3 ngày trên tuần và hoàn toàn miễn phí. Những giai điệu vui tươi rộn ràng của tiết học không chỉ tạo niềm say mê, hứng khởi mà còn giúp các em rèn luyện tính kiên nhẫn và kỹ năng nhanh nhẹn của đôi bàn tay. Hè này được bố mẹ cho đi học đàn, em rất là vui. Bố mẹ còn mua cho em đàn để đến lớp. Đến đây vừa được thầy dạy đánh đàn, vừa được vui chơi với các bạn, em vui lắm. Cùng với việc dạy đàn, điều tâm huyết nhất của lớp học này với anh Thình đó là việc truyền dạy lại tiếng nói và chữ viết của người Mông thông qua âm nhạc. Tất cả các bài hát bằng tiếng Mông đã được anh sưu tầm và cho các bạn nhỏ học đi học lại nhiều lần. Trong lớp học thì mình sẽ chia ra lớp học về lý thuyết cơ bản này, học về đàn này, và dành một số tiết để dạy cho các em về tiếng dân tộc của mình và dạy các em về chữ của dân tộc mình. Tại vì các bạn trẻ bây giờ thì nói tiếng Kinh nhiều và chữ thì không biết, nên lại mình chia sẻ lại những cái chữ, những cái lời nói của dân tộc mình để các bạn có thể hiểu và không bị mất gốc. Từ nhà em đến lớp học đàn là gần 30 cây. Em đã học từ hè năm nay. Và khi em được thầy dạy đánh đàn, học được những bài hát của chính dân tộc em rất là vui và tự hào. Lớp học của anh Thình dù đơn sơ và thiếu thốn, nhưng bằng tình yêu với con trẻ, đặc biệt là tình yêu với văn hóa dân tộc, sẽ chắp cánh cũng như khơi dậy tinh thần tự tôn của mỗi em nhỏ người Mông ở đây trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các nét văn hóa truyền thống trong thời kỳ mới.